Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn một cái chuyên đề là nếu mà cái báo cáo kết quả kinh doanh của các bạn mà là lỗ đó. Được không? Tức là chỉ tiêu số 50. Chỉ tiêu đây nè các bạn. Đây, ví dụ như doanh thu là 100. Được chưa? Giá vốn là 120 đi. Đó. Thì chỉ tiêu cái chỉ tiêu số 50 trên đây nè mà nó âm nhưng mà công ty vẫn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp à, các bạn hiểu chưa thì cái lúc này á cái lúc này á thì cái cái cách trình bày trên cái cái báo cáo kết quả danh nè thì mình có ghi cái cái tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào đây hay không được các bạn mình có ghi cái tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào đây hay không các anh chị hiểu không công ty mà lỗ mà vẫn đóng thuế à lỗ mà vẫn đóng thuế như vậy là các bạn phải nhớ cái công nhớ lại cái công thức tính thuế nhập doanh nghiệp. Được chưa? Công thức tính thuế nhập doanh nghiệp nè. Là nó sẽ bằng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp á, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Tức là chi phí thuế nhập doanh nghiệp hiện hành. Là tài khoản 8211 nè. Nó sẽ bằng cái gì? Lợi nhuận kế toán trước thuế. Tức là chỉ tiêu bao nhiêu các bạn? Chỉ tiêu 50 đó. Chỉ tiêu 50 trên báo cáo kết quả kinh doanh. Được chưa? Đổi gì các bạn? Cộng cho chi phí mà thuế không chấp nhận. Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tức là những cái khoản chi phí mà anh chị hạch toán vào loại 6 và loại 8 nhưng mà theo quy định của thông của luật thuế nhập doanh nghiệp hành tức là cái thông tư hướng dẫn là thông tư 78 và thông tư 96 đó, là có những khoản mà chi phí mà tạm thời các bạn hiểu là chi phí mà không có hóa đơn anh chị tăng, không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là thuế sẽ không có chấp nhận. Tạm thời mình hiểu như vậy đi cho nó dễ được chưa? Tức là anh chị hạch toán vào loại 6 và loại 8 nhưng mà nó không cái có hóa đơn giá trị tăng là thuế không chấp nhận rồi mà thuế không chấp nhận tức là làm sao thuế giảm cái chi phí đó xuống thuế giảm chi phí đó xuống thì làm sao thì làm cho cái cái lợi nhuận của mình nó sẽ tăng lên nên cái khúc đây á, là mình phải phải cộng vào tại vì cái khúc mà lợi nhuận kế toán với thuế nè là mình đã lấy toàn bộ loại 5 và loại 7 mình trừ toàn bộ loại 6 và loại 8 rồi mình trừ loại 6, loại 8 không phân biệt là nó có hợp lý hay không hợp lý theo quy định của thuế. Trừ hết. Nhưng mà khi mình làm quyết toán thuế nhập doanh nghiệp á là mình phải bóc ra những cái chi phí mà thuế không chấp nhận. Tức là mình phải bóc, mình phải dục ra những cái chi phí mà nó nằm trong đây nè. Được chưa? Vậy mình bóc ra. Ở trên đây là mình đã trừ rồi thì mình bóc ra thì bây giờ mình phải cộng vô. Nó mới đúng được, được không? Thì khúc đó nó mới tăng lên cái cái thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được. Được chưa? Rồi trừ cho thu nhập miễn thuế. thu nhập miễn thuế nhập doanh nghiệp tức là các anh chị hạch toán vào loại 5 và loại 7 nhưng mà thuế sẽ không có tính các bạn vào cái thu nhập được chưa ví dụ như là anh chị đầu tư vào công ty anh chị là công ty A đầu tư vào công ty B thì công ty B á là nó có lãi thì nó sẽ chia lãi cho các anh chị thì anh chị hạch toán vào năm 15 thì cái năm 15 đó là cái lợi nhuận mà anh chị nhận được từ cái công ty B kia nó đã đóng thuế rồi nên cái năm 15 nó sẽ không có tính thuế nhập doanh nghiệp nữa được chưa các bạn rồi, trừ cho những khoảng lỗ năm trước chuyển sang. Được chưa các bạn? Những khoảng lỗ năm trước chuyển sang. Thì tôi sẽ có một cái chuyên đề là những khoảng lỗ năm trước chuyển sang riêng cho các bạn. Còn bây giờ anh chị hiểu là một khoảng lỗ phát sinh trong một năm đó đó thì anh chị được quyền chuyển lỗ trong vòng 5 năm kể từ sau năm phát sinh lỗ. Rồi anh chị chỉ cần hiểu như vậy. Tất cả cái này nè. Tất cả cái này nè Người ta dùng một cái thuật ngữ là Thu nhập tính thuế Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp Rồi khúc đây mình mới nhăn cho thuế gì Thuế xuất Thu nhập doanh nghiệp Được chưa các bạn Như vậy là trong trường hợp nếu mà cái Chỉ tiêu mà 50 của mình đây bị lỗ nè Nhưng mà công ty Vẫn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp Đúng không các bạn Tại vì khúc đây cái chi phí đây nè Chi phí mà thuế không chấp nhận đây nè nó cao hơn khoảng lỗ này luôn ví dụ đây mình lỗ là 20 đi nhưng mà trong cái khoảng 120 đây nè 120 là, 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 là chi phí đây nè nó có 30 là chi phí không hợp lý 30 triệu là chi phí không hợp lý thì lúc đây mình lãi bao nhiêu lãi 10 thì có, có phải lúc đó các bạn vẫn đóng thế nhập doanh nghiệp không đúng chưa vậy bây giờ mình đi vô cái chuyên đề này tức là cái chuyên đề này nói là làm sao công ty mình mà lỗ tức là cái chỉ tiêu số 50 này mà lỗ là thì mình đóng thuế thu nhập doanh nghiệp á thì cái thuế thu nhập doanh nghiệp đó có ghi vào chỉ tiêu năm mốt này hay không đó là ý thứ nhất ý thứ hai á là cái tài khoản 4212 nè lợi nhuận sau thuế nè mình sẽ ghi như thế nào được chưa các bạn mình sẽ ghi như thế nào bây giờ mình đi cụ thể luôn nha câu hỏi nè các bạn cái đây là nó một cái trường hợp là một bạn bán hỏi trên Facebook và tôi thấy nó cũng hay nên tôi viết một cái bài viết gửi tặng cho các bạn luôn bạn nào muốn nhận cái bài viết này hãy comment bên dưới nói tôi và xe về tường tôi sẽ gửi tặng cho các bạn cái bài viết này được chưa thầy ơi cho em hỏi nè em đang làm báo cáo tài chính trên báo cáo quả kinh doanh là mình lỗ 22 triệu nhưng trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp là mình lãi bao nhiêu 106 triệu. Được chưa các bạn? Vì em đã loại 2 128 triệu là chi phí không hợp lý trên chỉ tiêu B4. Tí nữa tôi sẽ trình bày cho các bạn này luôn. Tí nữa tôi sẽ trình bày cho các bạn thấy được chưa? Như vậy ví dụ như là mình lỗ 22 triệu nè mà mình cộng vào 128 triệu nữa. Mình cộng vào 128 triệu nữa. Đây, tôi mở ra các bạn xem. Ví dụ như các bạn lỗ 22 triệu Được chưa? Đây là chỉ tiêu bao nhiêu? 51, 50 nè Mình cộng vào B4 nè B4 là chi phí mà thuế không chấp nhận Được chưa các bạn? Đó là bao nhiêu? 128 triệu Đây là mình lỗ 22 thôi 128 triệu thì cái khúc đây á mình cộng lại á, thì nó ra là thu nhập tính thuế là nhiều thu nhập nè tính thuế nè nó sẽ bằng sum của hai ông này cộng lại là 106 triệu đúng như bạn này bạn nói nè được chưa thì cái khúc này cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là thuế suất nè thuế suất 20 phần thì cái thuế thu nhập doanh nghiệp của mình thì của lúc này nó bằng 106 triệu mình nhân cho nhiêu 20 phần trăm thì nó ra bao nhiêu 21 triệu 200 được không bạn thì cái đây mình lợi nhuận sau thuế của mình nè lợi nhuận sau thuế nè được chưa nó sẽ bằng lợi nhuận sau thuế nè nó sẽ bằng nó bằng chỉ tiêu 50 mình trừ cho cái gì cái thuế nè Được chưa các bạn Là 43 triệu 200 Được chưa Như vậy á Thì trong cái trường hợp đây á Là mình sẽ trình bày trên cái báo cáo kết quả kinh doanh của mình như thế nào Vậy bây giờ tôi cho ví dụ Cho các bạn xem luôn nha Để tôi cho số liệu chi tiết luôn Để cho nó ra cái Số liệu như thế này Của báo cáo kết quả kinh doanh Cũng như là tờ khai quyết toán thế nhập doanh nghiệp Cho các bạn xem luôn Được không Đây các bạn kéo xuống bên dưới nè Tôi cho cái số liệu đây đây các bạn. Để mà nó ra được cái mà mà khoảng lỗ 22 triệu nè. Thì bây giờ tôi cho số liệu là danh thu là 200. Được chưa? Vậy đây mình gõ danh thu là 200. Rồi. Giá vốn là 80. Nè. Các bạn nhớ là từ loại 5 tới loại 8 cuối tháng kết chuyển vào loại 9 được chưa các bạn? Đây là 200 kết chuyển vào 200 đây, được chưa? Giá vốn nè là 80. Mình ghi đây là 80 Rồi Chi phí quản lý du nhập doanh nghiệp Chi phí quản lý Chi phí quản lý uh, Doanh nghiệp á, là 142 Chúng ta ghi chỗ này mươi 142 Rồi Được chưa bạn đây có phải là lỗ 22 không Đúng chưa Thì trong cái chi phí thế nhập doanh nghiệp 142 này nè Ở bên chi phí quản lý uh, Doanh nghiệp 142 nè Là nó có 128 triệu là chi phí mà thuế không chấp nhận tức là cái chi phí mà làm sao là không có đơn anh chị ta. Đây. Dễ được không các bạn? Như vậy trong trường hợp đây á mình sẽ điền vào chỉ tiêu mà 51 đây nè. Là bao nhiêu tiền các bạn? 21 triệu 200. Như vậy khi mình tính ra cái thế nhập doanh nghiệp đây nè, mình sẽ ghi là nợ của gì? 8211 này. Nợ của 8211 này. Nó là chi phí gì? thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hiện hành và đây là có cái gì 3334 được chưa các bạn nó là nhiêu 21 triệu 2 200 đó bây giờ tôi tạm tính như vậy thì trước cho các bạn xem một hồi tôi sẽ đưa lên cái tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp cho các bạn xem được chưa đây thì đây là tài khoản loại 8 nè thì cuối tháng với kết chuyển vào loại 9 được chưa đây Nà, cuối tháng cái chuyển vào loại 9 luôn. Như vậy là từ loại 5 cho tới loại 8 thì tổng nợ phải bằng tổng có như vậy cái khúc đây cái tài khoản 911 nè. Thì bên nợ của nó ở bên có của nó đó, ở bên nợ trước đi. Bên nợ là 80 cộng 142 cộng cho 21 triệu 200 là nó ra 243 triệu 200 .000. Như vậy đúng không các bạn Về mặt nguyên tắc thì tổng nợ phải bằng tổng có Nếu mà chưa có cái nghiệp vụ 421 này thì bên có của nó mới là 200 thôi. Có phải là nó đang thiếu 43 triệu 200 không? 43 triệu 200 tính là cái khoản lỗ đây nè. Là lợi nhuận sâu. Sâu thuế. Lợi nhuận sâu thuế công thức nó bằng cái gì? Nó bằng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận trước thuế. Sao? Là chỉ tiêu bao nhiêu? Chỉ tiêu. Đây là chỉ tiêu 50. Được chưa các bạn? trừ cho chỉ tiêu bao nhiêu 51 và chỉ tiêu 52 51 là chỉ tiêu gì 51 là chỉ tiêu gì chi phí thuế nhập doanh nghiệp hiện hành chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đó là tài khoản 8211 và chỉ tiêu 52 đây là nó chính là cái gì chi phí thuế gì thu nhập doanh nghiệp khoảng thế thì doanh nghiệp khoản gì khoản lại là tài khoản 821 12 như vậy là anh chị biết vì sao nó ra 43 triệu 200 này chưa các bạn dễ được chưa dễ anh chị hiểu cái sơ đồ này chưa đó nên chắc chắn 100 cái lúc đây nè cái lúc đây nè lợi dụng số thuế này nè nó là chỉ tiêu 60 trên báo cáo quản danh đó được không đây vậy khúc đây mình sẽ ghi chỗ này là bao nhiêu 21 triệu 200 đó nó phải là 43 triệu 200 không như vậy là cái năm này của mình mình đang lỗ 43 triệu 200 vậy khúc đây mình sẽ ghi là nợ có gì 911 nè có nợ gì các bạn 4212 có gì 911 là bao nhiêu 43 triệu 200 như vậy là các anh chị hiểu là mặc dù báo cáo kết quả kinh doanh của mình làm sao là lỗ nhưng mà mình vẫn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp với một cái lý do rất đơn giản là cái gì là do cái công thức tính thuế nhập doanh nghiệp của mình đây nè là lợi nhuận kế toán trước thuế của mình Cái chỗ này nó nó là lỗ bao nhiêu 22 triệu nhưng mà cái chi phí mà thuế không chấp nhận á là nó lớn hơn 22 triệu. Trong trường hợp này nó là 128 triệu. Được chưa bạn? Đây, 128 triệu đây nè. Nên cái công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp này của mình nó sẽ bằng lợi những cái toán trước thuế là âm 22 triệu cộng cho 128 triệu thì có phải là nó ra 106 triệu không? Thì cái đây nó chính là thu nhập tính tính thuế mình lấy cái thu nhập tính thuế này nè mình nhân cho thuế suốt 20 thì nó ra thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp như vậy các bạn làm kế toán á mà muốn cho công ty mình đó đóng thuế thu nhập doanh nghiệp ít á thì các bạn phải bảo vệ cái tài khoản loại 6 và loại 8 của mình tức là loại 6 và loại 8 của các bạn mà hạch toán như thế nào thì thuế chấp nhận hết thì lúc đó các bạn mới làm kế toán ok được chứ còn các bạn hạch toán vào loại vào loại 6 loại 8 chi phí quá trời luôn nhưng mà thuế bốc ra hết luôn thì cũng đó là công ty của bạn cho dù lỗ vẫn đóng thuế nhập doanh nghiệp Rồi hiểu chưa các bạn Ok chưa bây giờ tôi sẽ làm trên cái tờ khai uh, Quyết toán thuế nhập doanh nghiệp cho các bạn xem nha Bây giờ tôi uh, xuất cái này ra Thôi khỏi cần xuất đi bây giờ các bạn nhớ chỗ này nha xuất đêm, Do ở đây là chưa cái làm các bạn đối với cái toán này nên xuất nó không có cho xuất Rồi Được chưa bây giờ tôi sẽ làm trên cái uh, khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp cho nó ra mấy cái số liệu này cho các bạn xem nha ok mình vào là thuế thu nhập doanh nghiệp mình chọn quyết toán chọn năm chọn phụ lục 03 x 1 a rồi thì đầu tiên các bạn phải làm 03 x 1 a trước được chưa thì với cái đề bài này thì mình làm như sau nè doanh thu là 200 nên mình ghi chỗ này là bao nhiêu 200 Được chưa? Các bạn muốn làm ủy toán thế nhập doanh nghiệp các bạn phải làm cái phụ lục 03 1 a trước. Và cái phụ lục này nó phải bằng với lại cái báo cáo quả kinh doanh của mình. Trên cái báo cáo tài chính được không? Giá vốn một giá vốn là nhiêu? 80. Chi phí quản lý doanh nghiệp 142. Chi phí quản lý doanh nghiệp 142. Rồi có phải lỗ 22 chưa bằng đúng chỉ tiêu 50 trên báo cáo quản danh thì tự động nó lên cái tờ khai đây của mình là 22 thì với cái đề bài này người ta cho là cái gì trong cái 642 này 142 triệu này nó có 128 triệu là chi phí mà thuế không chấp nhận tức là chi phí không có hóa đơn được chưa thì ở đây mình sẽ ghi chỗ B4 này chi phí mà thuế không chấp nhận là các bạn ghi hết vào B4 các bạn 128 triệu rồi nó ra 106 triệu là thu nhập tính thuế Được chưa Các bạn gõ vào ở dưới này Công ty này là công ty năm đầu tiên Nên nó không có lỗ gì hết Được chưa Đây các bạn gõ chỗ là C8 này 106 triệu Rồi Thì tự động nó tính ra cái thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp của mình nè các bạn Là bao nhiêu 21 200 triệu 200 Các bạn thấy giống như cái mình làm chưa đây 21 triệu 200 nè Vậy được chưa các bạn Ok chưa Như vậy kết luận một điều làm sao Kết luận một điều làm sao các bạn Công ty của các bạn mà lỗ Thì làm sao Tức là báo cáo quả hoạt động kinh doanh mà lỗ Được chưa Thì làm sao các bạn nếu mà công ty của bạn mà lỗ nhưng mà khi làm tờ khai quyết toán thế nhập doanh nghiệp mà các bạn đóng thế nhập doanh nghiệp á thì cái tiền thế nhập doanh nghiệp đó vẫn ghi vào chỉ tiêu 51 trên báo cáo quả động kinh doanh được chứ bạn tức là công ty mình lỗ nè nhưng mà cái chi phí thế nhập doanh, nhưng mà cái chi phí thế không chấp nhận rất là lớn nè lớn hơn 22 triệu nè nên mình đóng thuế nè thì cái phần thuế đây nè thuế nè các bạn là cái C bao nhiêu là cái D1 đây nè mình sẽ ghi vào chỉ tiêu 51 trên báo cáo quả động kinh doanh đây chỉ tiêu D1 là 21 triệu 200 nè mình sẽ ghi vào chỉ tiêu bao nhiêu 51 trên báo cáo quả động kinh doanh đây tôi mở 51 cho bạn xem lại nha đây mình sẽ ghi cái 21 triệu 200 nè vào bên này dễ được chưa các bạn Ok chưa và cái lúc đó, á là cái phần mà kết chuyển vào 4212 nè. Nó chính là cái phần lỗ của lợi nhuận kế toán trước thuế là 22 triệu. Cộng thêm cho phần gì? Cộng thêm cho phần chi phí thế nhập doanh nghiệp là 21 triệu 200 nữa. Thì nó mới ra được bao nhiêu? 43 triệu 200. Rồi. Như vậy anh chị hiểu chưa? ok rồi cảm ơn các bạn chào các bạn